Phạm Minh Chính là ai? Sau khi xác định thất bại trong công cuộc biến Việt Nam thành nước công nghiệp vào năm 2020, ngay từ năm 2016, chính quyền Cộng sản muốn xây dựng ba đặc khu kinh tế rải đều trên lãnh thổ Việt Nam gồm Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Quốc, Kiên Giang để cứu lấy sự thất bại của chính sách kinh tế. Và lại một lần nữa, Cộng sản Việt Nam đã rước Trung Cộng vào để cứu họ. Tương kế tụ kế, Trung Cộng vào và chi phối Đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện kế hoạch lớn của họ. Trong ba đặc khu ấy, thì Vân Đồn là quan trọng nhất đối với Trung Cộng vì nó là điểm đầu tiên kết nối với dự án vành đai con đường của họ. Thực ra, Việt Nam có đến hai dự án kết nối với vành đai con đường của Tập Cận Bình. Ngoài ba đặc khu kinh tế thì còn có dự án Hai Hành Lang một vành đai mà điểm kết nối đầu tiên cho chuỗi hành lang kinh tế quanh Vịnh Bắc Bộ gồm năm thành phố phía Trung Quốc và 10 thành phố phía Việt Nam đó là Quảng Ninh. Với vai trò là hai đầu mối kết nối với Trung Cộng, Quảng Ninh có vai trò rất quan trọng trong chiến dịch thực thi ý đồ Trung Cộng trên đất Việt Nam. Ai thực hiện tốt điều này sẽ là người có công với cả hai phía Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, năm 2011, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa Phạm Minh Chính về làm bí thư tỉnh Quảng Ninh để ông này kết hợp với bà giáo sư Đào Nhất Đào là một cố vấn dự án vành đai con đường cho Tập Cận Bình để thực hiện việc triển khai dự án của Tập Cận Bình tại Việt Nam. Chính vì thế, thời Phạm Minh Chính làm bí thư là lúc Quảng Ninh bùng nổ xây dựng khu kinh tế Trung Quốc và cũng là thời mà người Trung Quốc tràn qua Quảng Ninh nhiều nhất. Sau khi người dân biểu tình phản đối luật đặc khu năm 2018, thì chính quyền ngoài miệng nói gác luật đặc khu lại, nhưng sự thật vẫn xúc tiến khu kinh tế Vân Đồn để kết nối với quan thầy. Báo chí nước ngoài đã từng ví dự án đặc khu của Việt Nam như là ngựa gỗ thành troi đó là dự án mà trung cộng muốn việt nam thực hiện để phương bắc ém người chờ đến ngày ra tay và kẻ năng nổi nhất thực hiện chủ trương này không ai khác chính là phạm minh chính thời chiến tranh cộng sản từng có lưỡng quốc tướng quân nguyễn sơn người trung quốc thì nay cộng sản cũng có một lưỡng quốc tướng quân thời bình nhưng là người việt nam đó là phạm minh chính tuy nhiên với nhân dân việt nam thì ông này chắc chắn là tội đồ sau khi thành công nhiệm vụ đảng giao thì vào tháng 5 2015, ông Nguyễn Phú Trọng kéo Phạm Minh Chính về Ban Bí thư Trung ương và trao cho chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương, chuẩn bị thay thế Tô Quy Rứa. Sau đại hội 12 năm 2016, Phạm Minh Chính được đưa vào Bộ Chính trị, nắm trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Thực tế, Phạm Minh Chính được vào Bộ Chính trị là bởi ông đã có công cả với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Nay lại có tin đồn đoán rằng Phạm Minh Chính có thể được cơ cấu vào tứ trụ nếu đây là sự thật, thì rõ ràng Trung Cộng đã can thiệp quá sâu vào chính trường Việt Nam. Thêm vào đó, lại có tin rò rỉ cho biết là kết quả hợp kín ngày 9 tháng 1 của Bộ Chính trị là cánh miền Nam bị đá sạch ra khỏi 5 vị trí chủ chốt, gồm Tứ Trụ và Thường trực Ban Bí Thư. Nếu điều đó là thật, thì lại càng khẳng định phe phò Trung Cộng đang chiếm ưu thế ở Đại hội 13 này. Rõ ràng, Việt Nam cứ ngày một rơi vào tay Trung Cộng theo từng giai đoạn cứ như là có sự sắp đặt trước và biết đâu đó là sự sắp đặt được quy định trong mấy văn kiện bí mật mà hai đảng đã ký từ trước đến nay rất có thể lắm